Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Tuyên tử hình chủ ma túy Văn Kính Dường, hot girl Ngọc Miu lãnh 16 năm tù. Vào sáng 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt mức án tử hình đối với chùm ma túy Văn Kính Dường với tội sản xuất trái phép chất ma túy hot girl Ngọc Miu, bị tuyên phạt 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo khác trong vụ án cũng bị tòa tuyên phạt mức án tử hình về các tội sản xuất trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 4 bị cáo còn lại bị tuyên mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam là người chủ xướng trong việc sản xuất trái phép chất ma túy. Bị cáo Văn Kính Dường được hội đồng xét xử xác định là người cầm đầu trong mọi hoạt động của đường dây sản xuất mua bán trái phép chất ma túy này. Thậm chí có bị cáo khi phát hiện sai phạm có ý định không làm, không tham gia hoạt động của đường dây này thì bị Dường dọa giết. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 23 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Văn Kính Dường 3-4 năm về tội trốn khỏi nơi giam giữ, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Hoan Gần Ngọc Miu bị đề nghị từ 15-16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định có đủ cơ sở xác định Văn Kính Dường và đồng phạm đã phạm vào các tội danh sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Việc các bị cáo khai ra tại tòa về nhân vật tên Tôm là Nguyễn Đức Kỳ Nam, Bùi Anh Tú, người cung cấp tinh dầu để sản xuất ma túy, hay Linh Ken, khách hàng mua ma túy, chỉ đơn thuần là lời khai của các bị cáo, chưa có căn cứ xác định các đối tượng trên có liên quan đến vụ án trên. Theo Viện Kiểm sát, những lời khai mới của các bị cáo tại tòa không đủ để làm thay đổi bản chất vụ án. Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và quá trình xét hỏi ở tòa đã đủ căn cứ buộc tội các bị cáo. Phiên tòa xét xử chùm ma túy Văn Kính Dường cùng đồng phạm được Tòa án Nhân dân TP.HCM khai mạc vào ngày 16 tháng 7. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Văn Kính Dường đã nhiều lần từ chối luật sư do tòa chỉ định. Đỉnh điểm là ngày 17 tháng 7, hội đồng xét xử phải cho tạm hoãn phiên tòa 5 ngày để gia đình bị cáo Văn Kính Dường tìm luật sư bảo vệ cho bị cáo Dường. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.